Kính thưa đồng bào thân mến, đây là hai hình ảnh vô cùng đặc biệt. Đó là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta với vóc dáng ông rồng. Nhóm rồng thật vĩ đại hiện ra tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Hall thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra tại nơi đây, tức là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Đồng bào xây dựng hướng này họ thấy đồng thời đây là một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Và đây là hình ảnh chúng tôi chụp xa. Đây là một ông rồng vĩ đại. Và đây là khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ trận vong. Đồng thời là một ông rồng vĩ đại, thật là linh thiêng, đã hiện ra tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta học hỏi và thông báo cho nhiều người được biết gấp, bởi vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, tận thế đang bắt đầu xảy ra, tận thế để cứu rỗi những người hiền hòa chịu đựng bấy lâu nay, cũng như tận thế để trừng trị sửa phạt những kẻ hung dữ ác độc. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta để học hỏi gấp. Trang website là www.facegzsky.com. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình ngày hôm nay. Chúng tôi tường trình tại Văn phòng Hội đồng Quốc nguyên Việt Nam và Nhân loại Radio TV Station.